Em chào cả nhà nhé, chào các bác nhé. Đây là mộc giống ở bên em. Hàng mộc này nó cao tầm từ 25 đến 30. 25 đến 30 có cả cây hàng 35 nhé. Đều đều là như thế. Vì là có rất nhiều bác khi mà hỏi mua mộc ấy thì thường thì nó sẽ đi với những cái tiêu chuẩn mà người ta cần trồng. Nên là các bác sẽ hỏi là cây mộc cao như thế nào, hoặc là cây giống sẽ có dạng cây giống như nào. Thực ra năm nay ấy, là mộc nó khá là đắt. Các bác phải hiểu là năm nay mộc khá là đắt. Nên là không, mà cũng không chỉ là năm nay đâu ạ. 8-9 năm nay rồi em chưa thấy một năm nào mộc nó rẻ cả. Và năm nào cũng thế. Thì các bác lưu ý là những cái dòng mộc mà bây giờ đang cắm giá chỉ có 15.000 thì chỉ nói chỉ tầm này thôi. Nó chỉ có được tầm khoảng 5-7 phân thôi. Và đã cắt ra rễ là cắm rồi. Cắm ổn định ra rễ thì đóng bầu rồi. Nên là những bác nào mà trồng cái số lượng cực kỳ nhiều, hay là những bác mà hay bán ấy, kiểu như mình bán cho các cái đại lý, hay là bán cho các vườn hay các gia đình trồng ấy, thì các bác có thể lựa chọn những cái dòng mộc mà nó rẻ một chút. Còn ở bên em thì ngoại trừ cái dòng mộc mà nó chỉ có mấy phân ra, 5-7-10 phân ra, thì em có cái hàng mộc này. Hàng mộc này là cái hàng mộc mà cao từ 25 đến 30-35 phân. Với cái hàng mộc này thì tất cả đều là một thân các bác nhé. Đều là một thân hết. Bên em không sử dụng hàng mộc nhiều thân để đưa vào cái bịch này. Cái cây mộc này thì nó tương đối là khỏe. Thường thì nếu mà để mà các bác nào mà trồng mộc rồi thì biết, đúng không ạ? Mộc thì nó rất là khỏe, chỉ cần nó ra rễ thôi nó bật rất là nhanh luôn. Đây là cái lô mộc mà hàng 25-30-35 ở bên em. Và có một cái vấn đề nữa em muốn chia sẻ với các bác là nhiều bác hỏi em là mộc hoa trắng hay mộc hoa vàng. Hôm nay em giải thích luôn ạ. Mộc hoa vàng là như thế nào, mộc hoa trắng là như nào. Mộc hoa trắng ấy, tức là khi các bác trồng xuống thời điểm đầu thì cái bông hoa mộc ấy nó chờ cái sự ổn định của cây và đất thì bao giờ nó cũng ra cái màu hoa trắng. Sau khi các bác trồng một thời gian ổn định, cái màu hoa nó sẽ chuyển sang màu hoa màu vàng, chứ không phải là nó có hoa mộc trắng hoặc hoa mộc vàng. Còn phân biệt mộc ta và mộc tàu thì em sẽ phân biệt cho các bác xem. Nếu các bác đi mua mộc tàu, đầu tiên là cái lá của mộc tàu nó rất là to. Thứ nhất là lá mộc tàu nó rất là to, thứ hai nữa là cái đường viền, đường gân này này, nó không như cái mộc ta này đâu nhá. Đấy, mà lá nó khá là to và sờ vào cái lá nó cũng mềm. Thứ hai nữa là mộc ta ấy thì nó sẽ ra hoa cả ở thân. Các bác nhìn này, mộc ta nó sẽ ra hoa cả ở thân, toàn bộ thân. Thân, các bác đi mua những cái cây to mà nó tầm 1 mét, 1 mét, 1 mét rưỡi ấy, các bác thấy đấy, dưới thân, dưới gốc chạy lên, hoa mọc chi chít xung xuê. Nhưng nếu mà là mộc tàu thì hoa đặc biệt chỉ ra mỗi ở phần búp như thế này. Đấy, nó chỉ ra ở mỗi phần búp. Đấy là cái đặc điểm nhận dạng duy nhất đối với cái cây mộc. Nhiều người nhìn lá mộc mà không phân biệt được thì chúng ta nên để ý cái hoa nó mọc ở thân ấy. Nếu mà với hoa mộc ta thì thường nó sẽ chỉ mọc trên, tức là nó sẽ mọc toàn bộ trên một cái thân cây, chứ nó không chủ đạo là nó mọc ở phần nào. Thế nhưng riêng mộc tàu nó chỉ mọc đúng ở phần nõn lá thôi, cứ phần búp lá xòe ra thì hoa mộc mới nở. Và đặc biệt nữa là hoa mộc ta thì nó rất là thơm. Nếu mà cây mà tầm 1,5 mét ấy, mà hoa nhiều ấy thì nó ra rất là thơm luôn. Đứng cạnh nó thơm, nghĩa là nó thơm lắm rồi. Nhưng nếu mà là mộc tàu thì nó lại không thơm. Mộc tàu các bác phải, thậm chí các bác phải đứng ở trong một cái vườn mà chi chít hoa, các bác mới ngửi thấy mùi thơm của mộc với hàng mộc tàu. Phân biệt mộc ta mộc tàu là bởi vì hàng mộc tàu đấy thì xuất xứ của nó vẫn là đưa về từ Trung Quốc. Nhưng mà cái mộc ta này ấy, thì ở Việt Nam mình thì nó có một cái đặc điểm là nó rất thơm, nó rất đặc biệt. Nên là hàng này vẫn được các cô chú, anh chị em chuộng và trồng kinh tế nhiều. Bởi vì bản thân của cây mộc thì nó gia đình nào cũng thích trồng, nên là gần như là cái lượng hàng năm nào nó cũng bị cháy. Đấy, nên là nó bị cháy hàng, nên là nó đẩy cái giá thành. Nên là khi mà các bác đặt mua mộc ấy, các bác cũng phải lưu ý. Các bác lưu ý cho em đối với cái vấn đề này. Và đây là em chia sẻ cái hình ảnh của lô mộc của bên em 25-30 phân các bác nhá. Hàng này bên em bán lẻ sẽ là 30.000. Bán lẻ dưới đầu trăm ấy sẽ là 30.000. Và cái video của em xin được tạm dừng tại đây nhá. Em chào tất cả mọi người nhá.